5 căn hộ tại tòa nhà Avalon, 4 căn hộ tại tòa nhà Selling đều ở quận Nhất, căn biệt thự ở quận Bình Thạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, 34% cổ phần tại công ty cảng Sa Mai. Đó chỉ là một vài trong số 15 tài sản tranh chấp khủng trong thời kỳ hôn nhân của bà Phạm Thị Ngọc Thúy, 43 tuổi, tức cựu siêu bổng Ngọc Thúy và doanh nhân Nguyễn Đức An, 61 tuổi, Việt kiều Mỹ. Sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, ngày 1 tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là doanh nhân Nguyễn Đức An và bị đơn cựu siêu bổng Ngọc Thúy. Ông Nguyễn Đức An và cựu siêu bổng Ngọc Thúy kết hôn tại Mỹ vào năm 2006, ly hôn tại Mỹ năm 2008. Việc kết hôn và ly hôn đều được ghi chú tại Sở Tư pháp TP.HCM. Hội đồng xét xử cho rằng ông An trình bày trong thời kỳ hôn nhân đã gửi về Việt Nam cho Ngọc Thúy 13 triệu đô la Mỹ để mua 39 tài sản, nhưng ông An chỉ cung cấp được các giấy chuyển tiền thể hiện 47 tỷ đồng và 700.000 đô la Mỹ. Số tiền còn lại nguyên đơn trình bày đưa tiền mặt để mua tài sản nhưng bị đơn không thừa nhận nên không có căn cứ xác định. Tòa cũng xác định khối tài sản tranh chấp được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung của hai vợ chồng. Trong đó, bà Thúy là người Việt Nam, thực hiện phần lớn các giao dịch nên có công sức đóng góp trong việc tạo lập tài sản. Sau khi ly hôn, là người quản lý tài sản chung. Như vậy, hội đồng xét xử nhận định bị đơn có nhiều công sức đóng góp hơn. Hơn nữa, đang trực tiếp nuôi hai con chung nên đáng lẽ phải được hưởng nhiều hơn. Tuy nhiên, bị đơn đề nghị chia đôi nên tòa ghi nhận yêu cầu này. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên chia đôi giá trị 15 tài sản cho ông An và bà Thúy, gồm 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon và 4 căn hộ tại tòa nhà Selling ở quận Nhất, căn biệt thự ở quận Bình Thạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, 31% cổ phần tại công ty cảng Sa Mai, số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại, số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận Nhất từ năm 2009 đến năm 2023. Trong số này, 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon có tổng trị giá hơn 45 tỷ đồng, tòa giao ông Nguyễn Đức An sở hữu, đồng thời ông An trả cho bà Thúy 1/2 giá trị, tức gần 23 tỷ đồng. 4 căn hộ tại tòa nhà Selling trị giá hơn 37,3 tỷ đồng, tòa giao cựu siêu bổng Ngọc Thúy sở hữu và bà Thúy phải trả cho ông An 1/2 giá trị, tương đương hơn 18,7 tỷ đồng. Căn biệt thự ở quận Bình Thạnh, tòa giao quyền sở hữu cho cựu siêu bổng Ngọc Thúy và bà Thúy trả 1/2 giá trị căn nhà, tương đương hơn 5,2 tỷ đồng. 31% cổ phần tại công ty cảng Sa Mai, tòa giao quyền sở hữu cho bà Thúy và bà Thúy trả 1/2 giá trị, tức hơn 2,3 tỷ đồng cho ông An. 100% vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, tòa giao ông Nguyễn Đức An sở hữu và ông An trả một nửa giá trị tương đương hơn 43,5 tỷ đồng cho bà Thúy. Số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại, cựu siêu bổng Ngọc Thúy đã nhận 1 tỷ đồng nên bà Thúy phải hoàn trả lại cho ông An 500 triệu đồng. Số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, cựu siêu bổng Ngọc Thúy nhận gần 1,2 tỷ đồng nên bà Thúy hoàn trả cho ông An một nửa tương đương 596 triệu đồng. Số tiền cựu siêu bổng Ngọc Thúy cho thuê 9 căn hộ tại quận Nhất gồm tòa nhà Avalon và Selling từ năm 2009 đến năm 2023. Ông An yêu cầu là gần 100 tỷ đồng, song theo tòa chỉ có căn cứ xác định bà Thúy đã nhận hơn 15,6 tỷ đồng. Vì vậy, tòa buộc bà Thúy trả 1/2, tương đương hơn 7,8 tỷ đồng cho ông An. Tòa cũng bác yêu cầu của ông Nguyễn Đức An đòi 700.040 đô la Mỹ vì có căn cứ xác định bà Thúy đã sử dụng thanh toán 4 căn hộ Selling, 5 biệt thự tại Phan Thiết. Tiền trong 3 tài khoản của bà Thúy tương đương 11 tỷ đồng. Căn hộ quận 7, tòa cho rằng đây là tài sản riêng của bà Thúy sau hôn nhân. Đối với 13 căn biệt thự tại dự án Selling ở thành phố Phan Thiết, tòa không chấp nhận yêu cầu chia của các bên bởi 4 căn bà Thúy đã bán trong thời kỳ hôn nhân, 4 căn bán sau khi ly hôn lấy tiền mua các tài sản khác. Các căn này hiện không còn nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc chia tài sản. Với 5 căn còn lại, đứng tên mẹ bà Thúy nói mẹ đã ủy quyền cho ông An bán nhưng ông An phủ nhận. Các căn này hiện cũng không còn nên tòa không có căn cứ để chia.